Em xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Ngọc Huy Audio. Và hôm nay em lên clip này để thông báo cho các bác bên em vừa về lại hàng con DAC của hãng Vio. Thì con này đợt trước bên em vừa về nhưng mà rất hết hàng rất là nhanh. Và hôm nay vừa về lại hàng em lại lên clip thông báo cho các bác. Thì mặt trước của hộp có cái tên của hãng và cái con này được chứng nhận Hi-Res Audio cũng như là Hi-Res Audio Wireless với cái mã sản phẩm là BTA 30 Pro. Đây là bản nâng cấp của BTA 30. Thì mặt sau nó có sẽ có những cái thông số cũng như là cân nặng và những cái mã code của hãng. Và con này hỗ trợ Bluetooth có LDAP. Đấy. Và khi vào thì em sẽ giới thiệu phụ kiện trước. Thì nó sẽ có bao gồm như là một cái dây AV của hãng, một sổ hướng dẫn cũng như là những cái thông tin của sản phẩm có rất là nhiều tiếng khác nhau. Và tiếp đến là một cái sợi dây nguồn hãng đi kèm. Và đây là cái con sản phẩm Vio. Thì nó cũng khá là nhỏ gọn thôi. Thì mặt trước nó sẽ có những cái nút như là đây là cái nút nguồn cũng như là cái nút chuyển chế độ. Và đây là những cái chế độ của cái sản phẩm. Nó bao gồm những cái chế độ là USB, Coaxial, Optical là cổng quang, Bypass Status. Đây là cái hiển thị. Khi các bác bật lên thì nó sẽ hiển thị đèn ở đây. Và tiếp đến đây là cái nút dừng cũng như là phát nhạc. Và ở đây nó sẽ có cái nút gạt ở đây. Thì nó sẽ có những cái chế độ. Và con này nó đặc biệt là có thể vừa nhận Bluetooth và cũng có thể vừa phát Bluetooth được. Ở đây như các bác thấy đây, khi là cái chấm các bác bật sen cuối cùng thì cái phát cái đầu tiên ở đây thì nó sẽ là cái chế độ nhận Bluetooth. Và khi các bác bật sen đây thì nó sẽ chế độ phát Bluetooth. Và khi các bác sử dụng cái con này thành cái DAC á thì các bác cứ gật vào đây. Và đây là cái nút tăng chỉnh volume. Và mặt sau thì nó sẽ có những cái cổng như là AV out. Và tiếp đến là Optical Out và Optical In và cổng Coaxial. Và đây là cái nơi để cắm nguồn. Và con này có hỗ trợ cả Bluetooth 5.0 cũng như là hỗ trợ LDAP cho những cái sản phẩm Android. Nhìn cái bề ngoài của nó nhìn cũng khá là đẹp. Và em cũng sẽ test một cái đoạn nhạc và em sẽ lấy nhạc từ cổng quang xuống và em sẽ tiến hành cắm nguồn. Và sản phẩm của Vio thì sẽ không có đi kèm nguồn, thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác một cục nguồn để các bác về có thể dễ sử dụng hơn. Đây, và khi các bác bật nguồn lên thì các bác cắm nguồn vào á thì các bác nhớ bật nguồn lên. Đây, nó sẽ chớp đèn như thế này. Thì các bác sử dụng cổng nào thì các bác cứ chuyển sang cổng đó. Và hôm nay em sẽ lấy nhạc từ cái cổng quang của TV xuống. Thì em sẽ vào cái đường in của thiết bị. Đây, và em sẽ chuyển sang cái chế độ optical trên đây. Và em sẽ lấy nhạc. Và em sẽ sử dụng đường cổng quang và đường AV. Và em sẽ bật cái ampli này lên. Đây, và em sẽ bật nhạc lớn lên để cho các bác thưởng thức được cái chất âm này. Em sẽ để nhạc sẽ lâu hơn chút xíu để cho các bác có thể nghe được cái nhạc từ cái con này nó phát ra như thế nào. Thank you.
Thì ở trên đây như các bác thấy, các bác sử dụng cổng này, các bác chuyển sang chế độ đó. Và khi các bác có muốn, cái ở đây nó sẽ có cái chế độ phát Bluetooth cũng như là thu Bluetooth. Thì các bác thu vào đây thì bác có thể phát được những cái thiết bị khác như là lo Bluetooth hoặc là cái tai nghe Bluetooth là các bác có thể sử dụng được. Thì một bộ này bên em hiện tại đang có giá là 3.200.000 cho một bộ. Thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác một cục nguồn, một cục nguồn này cũng như là một sợi dây quang audio web tại Mỹ với chiều dài là 2 mét. Đây, và các bác có thể kết bạn số Zalo với em là số 0935980281, hoặc là các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp tại 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7 để trải nghiệm trực tiếp cái con này cũng như là những cái chế độ này trực tiếp hơn để hiểu rõ hơn. Em cảm ơn các bác đã xem video của em.